Đấy, xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Mình sẽ khám cho một bệnh nhân nam 38 tuổi rồi. Em bạn ấy cắt ấy đốt bị sùi mổ gà, đốt ở bệnh viện Hồng Ngọc. Thế nhưng mà nó vẫn còn. Thế nhưng mà bạn ấy chưa cắt bao đầu đâu em? Ở chỗ xã Đàn. Vâng. Quốc tế đúng không? Đây, các bạn thấy là bạn cắt bằng tay. Thế nhưng mà chỉ chắc lâu cắt đúng không? Chỉ chắc là để lâu quá đúng không? Thành thử ra thành cái lỗ chân chỉ đấy các bạn này. Đây, chỗ này nó sẽ thông với này, hai cái lỗ này nó thông với nhau. Thế thành một cái cầu da. Đây, chỗ này cũng thế này. Đây, cái cầu da. Đấy, xong rồi em bỏ ấy thì ra cắt cái cầu da này. Đây, nhiều khi là những cái ghét này nó đóng ở đây này. Cái này nặn ra nó ra thôi mà. Vâng. Rồi em lấy cái kim em gảy ra nó ra thôi. Đấy. Cái cầu da nó sẽ vi khuẩn ở đấy. Nhiều khi mình quan hệ với bạn gái, bạn gái hay bị viêm. Đấy, chỗ này cũng cầu da này. Thế trên là vào. Cái tay cũng rất là tốt, đây cầu da này, rất nhiều cầu da. Cái tay rất là tốt các bạn nhé. Thế nhưng mà nó mà chúng ta mà không biết để mà lâu quá mới cắt chỉ ấy. Đấy, thì nó thành cái cầu da như này. Đây sủi đây các bạn này. Đấy, cái chỗ mà vùng mọc lông ấy, nếu mà người ta không để ý, rất là dễ bị sót. Đấy.